Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn tham khảo một cây máy cắt cỏ nha. Cây máy cắt cỏ này nó có thương hiệu là Maruyama Bit M nha các bạn. Và nó có cái tên riêng là BC32A. Cây máy này nó sở hữu một cái bê tông là 38 ly nha các bạn. 38 ly. Và dung tích xi lanh nó là 32cc. Với tầm làm vườn của mình rất là mạnh mẽ các bạn. 38 ly, 32cc. Đây, các bạn xem. Maruyama ha. 38 ly. 32cc. Nó sở hữu một cái chụp giật siêu bền nha các bạn. Chụp giật rất là bền bỉ các bạn. Với tình trạng máy còn rất là đẹp. Nó chạy một cái chế hòa khí quanh rồ hai kim nha các bạn. Đây, chế hòa khí quanh rồ hai kim của nó đây các bạn. Đây là cái kim chỉnh tốc độ cao nha. Các bạn chỉnh vào tới khi nào mà nó hét hết mức nó đó, không chỉnh vào được nữa ha. Chỉnh vào nữa thì nó nghẹn á, thì các bạn ghi nhận điểm đó nghe, trả ra cỡ khoảng từ phần tư tua hoặc nửa tua cho máy nó dịu lại, cho nó đủ xăng nha các bạn. Khi mà nó hét hết mức như vậy là nó không có đủ xăng, máy chạy rất là kém độ bền các bạn. Còn ở đây là cái kim chỉnh tốc độ thấp đây các bạn, chỉnh tốc độ cầm chừng để cho có một cái tốc độ cầm chừng thật là thích hợp ha, nổ chậm rãi ha, và nó nhạy nổ nhất nha. Cây này chỉnh độ nhạy nè và chỉnh độ cầm chừng cho nó ngon ha. Đây là chế quanh rồ ha, nó có chữ quanh rồ đây các bạn, nếu các bạn nào tinh mắt thì sẽ nhìn thấy chữ quanh rồ ha. Chỉ có chế hòa khí Nhật nó mới có đóng chữ quanh rồ các bạn ha. Chế hòa khí Nhật nó mới đóng chữ quanh rồ. Ngoài ra các loại chế hòa khí khác cũng giống y vậy, nhưng mà nó không có đóng chữ quanh rồ nha các bạn, nó đóng cái tên khác. Đây, công tắc đây các bạn, công tắc Nhật nha, rất là bền. Ở dưới lốc nó có made in Japan nha các bạn, có số series và made in Japan cho mình cho các bạn xem. Đây số series nó đây các bạn, đây số series nó ha. Ở phía trong này nó có made in Japan các bạn. Đây. Các bạn có thể chụp hình lại ha và phóng to ra để xem ha các bạn. Đây ở phía dưới nó khuất rồi có logo của Maruyama luôn các bạn. Đấy, rất là rõ ha. Made in Japan. Logo Maruyama. Đây, ở đây là số series ha các bạn. Rồi các bạn có thể chụp hình lại nha. Mình ghi hình chỗ này thật kỹ để các bạn chụp hình lại để có cái cơ sở để các bạn chụp cái máy, các bạn có thể là so cái máy mình ra cả đúng cái máy của mình xem không ha. Lắp sàn kính các bạn. Lắp sàn kính ha, có ròn đẹp rất là ngon, lắp sàn rất là chắc chắn các bạn. Đây là nó cảnh báo mình ha, khi mỗi lần châm nhiên liệu vào đây ha thì phải có gồm có xăng nè cộng với nhớt ha, tỷ lệ khoảng là từ 16/1 cho tới 25/1 nha các bạn. Có thể 1 lít xăng mình pha được 16 lít, 1 lít nhớt mình pha được 16 lít xăng cho đến 25 lít xăng nha các bạn. Đừng có nhạt quá nha, nhạt quá máy chống hư lắm ha. Cái máy thiếu nhớt nó hư rất là tiềm ẩn các bạn, nó rất là chậm. Ví dụ mình thiếu nhớt thì ngày 1, ngày 2 mình không phát hiện cái máy hư đâu. Nhưng mà cái máy người ta chạy đủ nhớt, đủ xăng rồi người ta xài 10 năm. Mình chạy thiếu nhớt, thiếu xăng thì mình chạy được có 3 năm thôi các bạn. Hoặc là 2 năm là nó hỏng thôi.
ha. Nó rất là chậm rãi nha, cái việc mình chạy thiếu sơn thiếu nhớt mà thiếu cái mức độ không có trầm trọng nó thì nó đến rất là chậm, có thể các bạn không phát hiện được. Cho nên mình đừng nên pha quá nhạt nhớt nha các bạn, quá nhạt nhớt thì máy nó kém độ bền các bạn. Máy rất là đẹp các bạn. Nó chạy một cái tum rời nha, tum rời màu đỏ nè, có giải cách nhiệt nè, tum lớn nè ha, tum lớn, bố lớn, cần láp này là 26 ly, tum lớn, bố lớn, cần láp 26 ly nha các bạn. Tay nắm nè, tay nắm, tay ga bóp nha các bạn, tay ga bóp rất là nhẹ nhàng ha. Cùm đây rất là chắc chắn luôn. Chắn cỏ ra đây các bạn, cùi ra đây, cùi này nó cũng rất là đặc biệt ha. Có chống dính cỏ, chén ngập ngược rồi các bạn, rất là ngon ha. Ở dưới này có chống mài mòn luôn các bạn, kẹp lưỡi dao rất là ngon ha. Đây, tổng thể cái máy mình đây các bạn. Giờ để mình nổ thử cho các bạn xem nha. 32cc nha các bạn, bê tông 38 ly, dung tích xi lanh là 32cc. Đầu tiên máy nguội thì mình cũng phải bơm xăng nha các bạn, bơm xăng mồi đây ha, bơm xăng phụ đóng e ha, và lên ga thì cái máy nó rất dễ nổ. Còn một khi máy nó đã nổ rồi thì các bạn cứ giật là nó nổ thôi ha. Hơi rất là ngon. Rất ngon các bạn.
ganti rất ngon, chạy lớn rất là bốc luôn các bạn. Rồi cái video mình giới thiệu cây Maruyama BC32A đến đây là tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.